À, xin chào tất cả quý bà con, quý anh chị đang theo dõi video. Em tên là Nguyễn Tùng và hiện tại em đang làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn OBS, quản lý khu vực sông Cầu Yên. Thì ngày hôm nay em có đến ghé thăm một khách hàng rất là thân thiết và sử dụng thuốc OBS khoảng 99%. Thì fan nuôi đây là của chú Vinh, ngụ tại Xuân Hải, sông Cầu, Phú Yên. Thì chú gồm có hai ao và diện tích là khoảng 500 m2, và một ao nhỏ hơn là khoảng diện tích khoảng 200 m2. Thì tôm của chú đã thả được gần 2 tháng và về size khoảng 101 con. Thì thời điểm hiện tại là em ghé thăm lúc 1 giờ chiều, thì tôm của chú nhảy vẫn rất là sung, gan ruột ok. Thì chú Vinh là một khách hàng thân thiết của công ty OBS, sử dụng hầu hết các sản phẩm của công ty OBS như là khoáng, như là gan, ruột và vi sinh. Và ao nuôi của chú thì sử dụng một số sản phẩm của công ty OBS, ví dụ như là Heber Herb, thảo dược gan, men thúi, bio supervit, xử lý đáy, các dòng dinh dưỡng ví dụ như Nutripot, hợp cua, thảo dược gan. Và trong đây là cũng có một số sản phẩm mà chú cũng thường hay sử dụng, khoáng đa vi lượng, calcifort, tăng trọng, Mufuta, và dòng men đường ruột của Hàn Quốc là Biogold, và khoáng đánh là Ringmin Plus. Và chú cũng sử dụng sản phẩm để rửa nước rửa tôm là Detoxin, và sản phẩm xê tạt chăm sóc cho tôm.